Hello, welcome back to my channel Lubu Life Vlogs. Và xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Lubu ha. Thì cái video này thì Lubu sẽ review là những sẽ cho các bạn xem cái thành quả mà mình đi tới cái chỗ mà Big Mac Tower ở tầng 3 các bạn, là ngày hôm qua. Thì là ngày 10 tây với lại 11 tây tháng 1 á. Thì ở chỗ đó người ta có sale up rất là nhiều là sản phẩm ha. Nhưng mà thực ra đó thì lúc trước là mình đã đi một lần rồi các bạn. Thì mình nói chung là mình đã mua thử một vài sản phẩm và mình cảm thấy ok. Và ngày hôm qua thì mình đi một lần nữa thì mình có mua lại cái sản phẩm đó và đồng thời có mua một hai cái khác nữa ha. Thì các bạn cùng xem là mình đã mua được cái gì nha. Thì các bạn nhớ theo dõi cái kênh YouTube của Lubu Life Vlogs để mình có thể thấy được những cái video ha, để các bạn có thể xem những cái video á. Thì đây cái sản phẩm mà cái này á, mình thấy cái quầy đó là để là quầy của Hàn Quốc á các bạn, nhưng mà mình không biết sao nha, không biết cái này là phải Hàn Quốc hay không nha. Để coi. Rồi, cái này là cái dầu gội phục hồi và bảo vệ tóc Olive. Khối lượng tịnh là 700ml hết các bạn. Đó. Thì cái này á, nó để cái giá là như là 300 mấy các bạn, 300 như 380 hay sao á, nhưng mà wholesale up lại còn là 210 đó, 210 các bạn đó. Thì nói chung cái này nó có hai loại. Bữa trước á mình mua cái loại là garlic ha, chứ không phải là yêu ha, là tỏi. Mình mua cái loại là tỏi, nhưng mà cái đợt này mình sẽ đổi sang là mình sẽ xài thử cái olive thì nó sẽ như thế nào. Nhưng có một cái điều là các bạn, cái mùi của mùi tỏi, cái mùi olive mình cảm thấy nó giống nhau luôn. Nói chung là cái mùi rất là thơm, mình thích cái mùi này ha. Nhưng mà mình không biết tại sao người ta nói là cái loại tỏi và cái loại olive thì đáng lẽ ra cái mùi nó phải khác đúng không các bạn, nhưng mà cái mùi lại giống y chang cái mùi tỏi luôn. Tại lúc trước là mình xài một cái chai tỏi các bạn, thì bây giờ mình xài cái chai olive, nhưng mà cái mùi cũng giống nhau các bạn. Thì nói chung cái mùi này nó cảm giác cho mình cảm thấy nó rất là thoải mái các bạn, rất là thư giãn ha, cái mùi rất là thư giãn. Thì bây giờ mình đọc trước cái thành phần của nó như thế nào nha. Đó là mình thấy là những chất olive có tác dụng là kích thích chân tóc nè, giúp cho mông chân nhanh mọc tóc, rồi giảm gãy rụng, rồi tạo độ dày cho mái tóc, rồi đó thì đó làm cho mái tóc mềm mại sáng bóng gì không nhờn gì đó, rồi bổ sung những cái chất dinh dưỡng đó. Thì nói chung á, lần hôm qua mình mới gọi rồi các bạn, mới gọi mình mua về xong rồi mình gọi liền luôn. Thì nói chung cái tóc rất là mềm đó, thì mình cảm thấy thích là vậy các bạn, cái tóc rất là mềm ha. Đây là cái nhãn hàng này. Đây giá gốc 430, trời đất ơi. Đây cho mình cho các bạn xem ha. Đây giá gốc là để là 430 nè nó, nhưng mà sale mấy phần trăm đó mình không biết, mà có mình thanh toán chỉ có 201 thôi ha các bạn đó. Thì nhưng mà nói chung chất lượng mình xài cảm thấy rất là ok, cho nên mình mới tiếp tục mua một lần nữa. Nếu mà không ok mình không có mua tiếp đó. Thì cái điểm cộng mà mình cảm thấy thích đó là cái mùi hương. Thứ hai đó là cái chất lượng, khi mình gọi lên á mình cảm thấy cái tóc nó mềm rất là mềm ha. Thì nói chung là rất là thích. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là hai sản phẩm tiếp theo mình đã mua ở cái chỗ đó là gì ha. Ok. Sản phẩm tiếp theo đi nha. Tiếng 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 trong một cái bịch đen. Rồi ok. Thì nói chung là mình rất là hứng thú với những như là những cái như là đồ thể thao hay là đồ này kia đó, nhưng mà
con gái mà các bạn thì cái underwear, cái y là cái bikini gì đó, những thì nói chung là nó sẽ nói chung là sẽ thích mua thường xuyên các bạn. Thì cái này mình mua để mà mình có thể là mình mặc hàng ngày cũng được, hoặc là y là mình sẽ đi tập á, tập yoga mình sẽ mặc phối với những cái áo bên ngoài các bạn. Thì mình thích những cái loại như vậy nè, không có rộng á. Thường thường những cái áo ngực các bạn nó có sẽ có rộng như thế này, khi mà mặc á, trời ơi, khi mình mặc mặc ví dụ các bạn mặc nguyên ngày đúng không, các bạn không không biết sao, nhưng mà đối với mình á, mình mặc nguyên một ngày là thế nào về là thở không nổi luôn đó. Cho nên mình sẽ không mua những cái loại mà có rộng ha, mặc dù có rộng nó sẽ nâng nâng cái ngực lên đó các bạn, thì nhìn rất là đẹp, nhưng mà thực sự mình mặc cảm thấy rất là mệt, cho nên mình không không có mua cái loại đó nữa. Cho nên là những cái mút đơn giản thôi. Rồi cái loại thứ hai nữa đó là đây các bạn, thì nó cũng là kiểu á, nó cũng theo cái xu hướng là như là tập thể dục sport đó, cái kiểu như vậy ha. Thì mình rất hay chuộng màu đen các bạn, tại vì màu đen á thì các bạn dễ, rất là dễ phối đồ, với lại nhìn chung cái đồ của mình chọn toàn là những cái màu tối thôi ha, tại mình không có thích mặc màu sáng á. Có thể là do lý do là trước kia là mình rất là mập, cho nên là từ khi đó là như là mình sẽ mặc đồ là mặc những màu tối, những màu đen rất là nhiều các bạn. Mình ít khi nào mặc đồ trắng lắm, tại vì khi mà mập các bạn mặc đồ trắng bắt đầu nó phô ra bụng mỡ bụng gì đó, nó phô ra hết rồi trơn đó, cho nên sẽ cảm thấy mất tự tin khi mình đi ra ngoài ha. Đó thì đó là lý do mà y là mình sẽ không chọn những cái màu sáng á, với lại như là cái màu da của mình đó nó sẽ không hợp với màu sáng các bạn. Những màu tối mình lên rất là cảm thấy rất là ok, rất là thoải mái, rất là tự tin ha. Thì đây đây là hai cái bra, nói chung là theo cái kiểu là sport ha, để tập thể thao các bạn đó. Thì những cái bra này á, theo mình được thấy như là siêu đi siêu thị hay này kia, thì thường những cái mà em tập thể dục các bạn cái giá khá là mắc ha. Cho nên mình và ở đây mình mua hai cái này á, nó để nguyên một sạp vậy đó, có rất nhiều kiểu luôn. Xong rồi nó để là hai cái là 180.000 đó, tức là bao nhiêu tiền ta, khoảng 80.000, 80.000 một cái. Thì nói chung nó cũng mình thấy nó cũng hơi mắc, nhưng mà cái thôi mà chắc cũng ok rồi đó, tại vì những cái siêu thị hay những cái shop kia mình thấy toàn là trên 100 không các bạn, nhưng mà có thể là tùy chất vải nữa ha. Đó rồi ok ha. Rồi mà một cái tiếp theo nữa là cái này mình rất ít khi xài các bạn, rất ít khi xài, nhưng mà mình thấy bán cũng rất là, đây cái loại này các bạn. Đây đây thì cái này mình mua chung với cái xà bông, cái quầy xà bông lúc nãy các bạn. Thì đây là cái gì, là mặt nạ mask ha, face mask face, để như là cái này là từ đó là cấp ẩm các bạn, cấp ẩm cho cái làn da của mình đó. Thì đây mặt nạ giấy, công dụng là mặt nạ giấy chiết xuất từ bơ hạt mỡ. Cái này là bơ hạt mỡ hả ta, nhìn nhìn từ xa mình tưởng như như là cái gì ta, hạt hạnh nhân á, nhưng mà nhìn kỹ lại không phải các bạn ơi, cái này là cái gì đó mình cũng mới gặp lần đầu tiên luôn á. Cái hạt này nè, thì này là để là bơ hạt mỡ giúp nuôi dưỡng sâu và phục hồi độ đàn hồi cho da, rồi sử dụng là làm sạch và sạch da và thoa nước cân bằng, rồi đắp mặt nạ khoảng 5 đến 15 phút sau khi lấy mặt nạ vỗ nhẹ để làn da hấp thụ hoàn toàn dưỡng chất. Thì chỉ dùng ngoài da, tránh tiếp xúc với mắt rồi lỡ tay, để giữ giữ xa tầm tầm tay của trẻ em ha, không được dùng khi có dấu hiệu là bị dị ứng hay là gì đó. Rồi bảo quản những nơi khô khô mát, rồi tránh ánh nắng trực tiếp ha. Thì cái này nó để là sản xuất tại Hàn Quốc các bạn. Thì nói chung là cũng có chữ Hàn Quốc nè, có chữ Hàn Quốc rồi có tiếng Anh được. Cái này là thuộc về The Face Shop ha, nên là thuộc nhãn hàng The Face Shop. Ok, và
Cái này cái giá để giá gốc là 300 ngàn các bạn, 300 300 ngàn. Thì một cái bịch như vậy á, là 10 10 miếng ha, 10 miếng. Hồi nãy mình mới lấy ra một miếng để mình để trong cái tủ lạnh á, để xíu nữa mình sẽ đắp lên để mình nghe cái cảm giác như thế nào ha. Thì nói chung á, người ta nói cái mặt nạ này á các bạn, y như là sẽ dưỡng ẩm rồi nó cung cấp những cái dưỡng chất cho cái da của mình đó, da mặt á. Thì mấy bạn nào mà thường xuyên xài thì cảm thấy cái làn da thay đổi rất là rõ rệt ha. Nhưng mình nói chung là tại mình cũng hơi bừa các bạn, mình đi ra ngoài mình không có như là bảo vệ làn da nhiều á, cho nên là mình cũng ít khi xài những cái này. Tại vì khi mà các bạn xài thì các bạn đi ra ngoài các bạn phải kỹ lưỡng một xíu thì cái da bạn mới trở nên đẹp được. Còn nếu mà như các bạn bừa quá rồi xài xong, nhiều khi những cái chất này nó có dạng là nó ăn nắng bắt nắng á, xong rồi các bạn đi ra ngoài rồi không có kỹ lưỡng, bắt đầu làm cho các bạn da của bạn nó sẽ xấu thêm á. À, theo mình nghĩ như vậy ha. Thì khi mình tới cái quầy đó thì có một cái chị khách, người ta cũng đi đến tôi coi đó, xong rồi cái chị đó nói là chị mua cái loại này đi, hoặc là cái loại là lúa gạo các bạn. Ở ngoài đây là mình thấy cái hình là gạo ha. Thì chị đó nói là sếp của chị đó là mua tặng á, tặng nhân viên hay là kia, là thường mua loại này với là cái gạo thôi. Chị đó nói xài rất là tốt. Thì mình mới mua thử thôi, chứ thực ra mình không có kinh nghiệm về mấy cái này lắm ha. Tại vì mình thấy rất là nhiều loại rồi, rất là nhiều như là trái cây hay là nhai đam gì, bông cúc gì, tán lạng xì ngầu hết. Nhưng mình cũng đâu biết cái công dụng nó, xài nó sao đâu. Thì cái chị đó nói vậy, ok thôi mình mua thử. Thì cái này giá gốc là 300 ngàn 10 miếng, nhưng mà nó hôi nó giảm là còn 200 ngàn đó. Tức là một miếng vậy là 20 ngàn các bạn, một miếng về 20 ngàn đó, ok. Và có lẽ là bây giờ cái này nó cũng lạnh rồi đó, thì đợi mình xíu nha, mình sẽ lấy và mình sẽ đắp luôn để cho các bạn xem nha, đợi xíu nha. Ok, chào các bạn, và mình đã quay trở lại rồi đấy các bạn. Thì đây là một cái miếng mà mình mới bỏ trong cái tủ lạnh, bây giờ rất là lạnh nè, để mình bỏ ngăn đá đó để cho nó nhanh lạnh đó. Thì ok, và bây giờ mình xé ra ha, xé ra và thử đây. Cái mùi cũng rất là thơm các bạn. Nó giống như cái mùi mà kem á các bạn, kem mà sức mặt á. Rồi để mình cho các bạn xem nha, đây ở trong đây nó cái màu nó hơi đục đục nè đó, nó giống như màu sữa vậy á. Rồi ok, và mình sẽ thử ngay bây giờ đây các bạn. Đây khá là vụng về ha, trong cái việc mà chăm sóc sắc đẹp. Nó muốn đông thành đá luôn các bạn ơi. Wow. Rồi sẵn khoe móng tay luôn, hồi chiều mới làm, mình tự làm luôn. Ok. Thì người ta nói đắp mặt nạ rất là kiểu gì ta? Thì nói chung là mát quá các bạn ơi. Cái mùi rất rất là thơm, rất rất là thơm. Wow. Rất là vụng về, rất là vụng về luôn. Lôi qua đây nó bị xéo rồi.
Ok. Rồi ở trong đây nó còn nước đó các bạn, thì mình sẽ đổ ra tay và mình thoa lên luôn ha. Nói chung là hơi những cái vùng da mình nó không có dính đó. Thì cái mặt nạ này nói chung là trước đây mình cũng có xài, nhưng mà xài rất là ít các bạn, một lần hai lần gì đó. Đó, nói chung là đếm trên đầu ngón tay thôi, chứ không phải là diện là xài thường xuyên ha. Thì nói chung là những cái mình mua cái bình thường hết các bạn, khoảng 11.000 mười mấy ngàn á, trong siêu thị á. Nhưng mà cái miếng này nè, cái miếng mặt nạ này nè, nó cứng hơn cái miếng này nha các bạn. Mình thấy cái này nó mịn mà nó mỏng hơn ha. Nó mịn và mỏng hơn. Rồi như vậy cái bắt đầu là mình nằm xuống và thư giãn thôi các bạn. Thư giãn. Cái chị đó nói là đắp xong chút nữa là bắt đầu da mặt, cảm giác da mặt nó sẽ căng lên luôn. Đó. Thì Hàn Quốc đó là một cái chuyện là nổi tiếng về cái mỹ phẩm, những cái làm đẹp các bạn rất là nổi tiếng ha. Đó, rất là nổi tiếng. Thì nói chung á, mình khi mình đến cái chỗ mà Vicamet đó đó, mà sau cái tầng 3 để mình mua đồ á, thì mình nhìn chung thì nói chung là có những cái sản phẩm như là cái gì ta, Adidas, giày Adidas á, nhưng mà mình thấy cái giá là tới triệu mấy lần, mà không biết cái giá đó đã sale chưa, mình không biết để là sale 50%, nhưng mà mình chỉ xem thôi, mình không có mua. Mình mua những cái gì mà nó thường thường thôi, mình không có mua những cái gì rất là cao cấp, rất là mắc các bạn. Cho nên không có mua ha, mình chỉ đi xem. Rồi nước hoa, rồi mắt kính, rồi đồng hồ, rồi những cái kem dưỡng tay dưỡng chân gì đó, rồi son, nước hoa, giỏ sách, ra 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 trải giường, rồi quần áo đồ, những cái mền lông gì đó, rồi đồ lót nam nữ gì đó, giày dép, rồi gì hộp xoàn gì đó, những cái dây gì mà nó đeo cái hộp, mà hộp đó kêu là hộp gì ta, ngọc trai, giống giống ngọc trai vậy các bạn. Nhưng mà rất là mắc, mấy chục triệu luôn. Nhưng mà nhìn chung các bạn, mình cảm thấy cái giá khi mà người ta giảm cũng còn rất là cao, thứ nhất. Thứ hai là có nhiều cái mặt hàng mình cảm thấy chất lượng nó không có được tốt, nó kiểu như là hàng chợ vậy các bạn, mình thấy như vậy á. Cho nên đó, thì mình như là mình xem cái nào mà cái giá ok rồi, mình cảm thấy nó cảm thấy nó như là nó được được á, thì mình mới mua thôi. Đó đó. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu là mình nằm xuống và relax thôi nào. Đó. Thì nói chung các bạn, khi mà mình đắp mặt nạ thì đó cũng là một cái cách để mà mình giảm stress các bạn, y là giải lao á. Đó, y là khi mà các bạn mệt mỏi hay này kia đó, thì có một phương pháp đó là người ta sẽ đi massage hay này kia hay là gì đó. Nhưng mà có một phương pháp đơn giản hơn, đó là đọc sách rồi nghe nhạc rồi đắp mặt nạ, để cho như là lấy lại một cái gì đó năng lượng, một cái ấy gì đó cho cơ thể ha, thì nó cũng khá là thú vị ha các bạn. Đó. Nhưng thực sự là những cái gì mà làm đẹp như là phải mất thời gian thì mình rất là ít kiên nhẫn các bạn đó, ít ít kiên nhẫn. Mình muốn một cái gì đó rất là y lặng, là thời gian ngắn nhưng mà hiệu quả cao, rất là nhanh thì ok, chứ mà đợi đợi là mình nói chung là
chắc chưa chưa tới cái chưa tới cái cảm xúc của một cái đó ha. Ý như là khi mà các bạn mình nói mình không biết các bạn hiểu không tại vì mình không biết giải thích như thế nào ha. Ý là những cái độ tuổi khác nhau thì có những cái suy nghĩ và những cái sở thích y như là thay đổi theo cái độ tuổi các bạn. Như là người ta, những người lớn tuổi người ta sẽ thích sự yên tĩnh hơn, một cái gì đó rất là tận hưởng các bạn, y là một cái y như là một cái gì y như là đọc sách, thì người ta có thể đọc báo rồi gì đó, cái thời gian rất là dài người ta ngồi, người ta nghỉ ngơi, người ta đọc, người ta tận hưởng cái thời gian đó. Còn những cái gì là tuổi trẻ thích một cái gì rất là sôi động, rất là năng nổ, rất là y là nhanh chóng đó đó, kiểu như vậy. Thì chắc là mình chưa tới cái độ tuổi mà dạng là y là ngồi đọc báo hay này kia ha, nói chung là chưa, chắc là chưa tới độ tuổi đó ha. Đó cho nên là thì cái này cái mùa rất là thơm các bạn, rất là dễ chịu, thì nói chung ok, nhưng mà sau khi mình đắp rồi, sau khi mình rửa mặt thì nó xem như thế nào thì mình sẽ cho các bạn cùng xem nữa ha. Rồi bữa nay là đâu coi, bữa nay chủ nhật, xong rồi sáng dậy ăn cơm rồi bỏ đồ vô giặt rồi đi tập yoga. Yoga xong bắt đầu đi đi ra ngoài chợ mua, đúng rồi, đi ra ngoài chợ để dán lại cái màn hình điện thoại để mua lại ốp lưng đó. Rồi xong rồi mua trái cây, cái cây người ta sắc sẵn đó các bạn, rất thích ăn cái đó xong rồi cái đem về nhà có đồ ăn, xong ăn cơm, xong xuống tắm chân, xong rồi ngầm ngủ. Trời ơi một cái ngày rất là rất là thích các bạn. Ví dụ các bạn đi ngày đi làm đúng không, các bạn đi làm cả tuần luôn, áp lực công việc rồi, nói chung là khi đi làm các bạn cũng đã biết rồi, thời gian rồi áp lực về như là công việc gì đó, nói chung là phải suy nghĩ liên tục hết. Thì cứ sáng đi làm chiều về, rồi nếu mà các bạn mà buổi tối bạn có làm gì nữa, ngủ trễ nữa hay gì đó, sáng đi làm tiếp nữa, cứ cứ cứ, cứ mỗi ngày như vậy thì tất nhiên cơ thể các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Và ngày chủ nhật đó là một ngày rất 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 là thích các bạn, để các bạn có thể là y là lấy lại cái năng lượng để mình bắt đầu một cái tuần mới. Thì đó là một cách y như là tận hưởng và thư giãn các bạn. Còn nếu như mà các bạn mà thất nghiệp nhiều quá, không có việc làm thì cái ngày chủ nhật nó không có ý nghĩa hết cho các bạn không có ý nghĩa gì hết đó. Rồi thì chắc có lẽ mình sẽ dừng cái video ở đây nha. Thì mình sẽ làm tiếp những cái video tiếp theo để cho các bạn cùng xem. Và bây giờ mình phải ý là chắc là mình sẽ xem điện thoại một xíu, rồi khi mà cái này nó khô 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 rồi bắt đầu đi rửa và soạn đi ngủ thôi các bạn. Ok, good night. Và nhớ xem những cái video tiếp theo của Lu nha. Và các bạn nhớ subscribe cái kênh YouTube Lu Bu Live Vlogs. Đây là những cái đây là cái YouTube mà cái kênh này là mình sẽ chia sẻ những cái video về đời sống thường ngày của mình. Rồi bên cạnh đó thì các bạn cũng nhớ qua cái kênh YouTube là Diệu Trần Travel. Đó đây là những cái video mà khi mà mình có đi du lịch ở đâu mình sẽ làm những cái video du lịch để cho các bạn cùng xem ha. Ok và chào tạm biệt các bạn nha. Và nhớ là những ý như là mình không phải là một cái người để hướng dẫn hay là một cái gì đó, tại vì mình cũng không có kinh nghiệm nhiều về bất cứ cái lĩnh vực nào hết, cho nên đây là những cái video rất là đời thường của mình. Rồi nếu mà các bạn có những cái gì hay, các bạn có thể là như là bình luận, như là chia sẻ cái kinh nghiệm cho mình đó đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái video nha, và chào tạm biệt các bạn, và chúc các bạn ngủ ngon, good night.